Kumar Trúc Lân cho rằng là 200 phép vai chỉ xem mà không cho đeo. Vâng, đúng rồi ạ. Cái liệu gì cô giỏi? Chắc là cái tài liệu Và về tập huấn chưa thì thấy phần biết nào? thầy cô là trong số tất cả các tài liệu này thì chỉ có riêng cái quyển tài liệu bồi dưỡng giáo viên này là thầy cô có thể đào được. Và cái còn những cái tài liệu khác thì nó liên quan đến bản quyền, thầy cô chỉ có thể xem được thôi ạ. Và thưa quý thầy cô là xem được cũng là quý lắm rồi đúng không thầy cô? Ngoài ra các thầy cô có thể join vào cái nhóm Zalo của rất là nhiều các thầy cô trên cả nước dạy về công nghệ 7 đó. Các thầy cô đã chia sẻ rất là nhiều các thông tin khác, ví dụ như là các thầy cô chia sẻ rất nhiều về cái bài giảng của các thầy cô chẳng hạn. Và Vâng, rồi như là các phân ý phối tưởng chương dạy trình. học và Vâng, đấy, các thầy cô có thể tham buổi gia bài vào cái giảng nhóm. dạ. Vâng, xin mời thầy cô, các thầy cô có ý kiến ạ. Cô Loan có hỏi rằng là xin thầy cái đường link để download sách thầy vừa nói. Vâng, thưa Thì thầy cô là thầy giới đang vừa giới thiệu rồi đấy ạ. đây có thể cô vào cái trang tập huấn giáo viên nhé, tài Thầy liệu cô vào có cái trang tài liệu tập huấn nhé. thầy cô vào cái trang tập huấn chấm nhà xuất bản giáo dục chấm vn ạ. Và có giới thiệu và cũng vừa gửi lên cho thầy cô gửi đường link đấy ạ. Và Vâng, các thầy cô trưởng Huỳnh Đức Kháng cho rằng là cho em đao bài giảng mẫu, không có bài giảng mẫu đấy ạ. Có bài giảng minh họa, thì cái bài giảng minh họa thì cũng có trong tài liệu. thưa thầy cô là trong cái này sẽ có cái kế hoạch Vâng. bài trong có cái kế hoạch của cái bài dạy minh họa vừa rồi ạ, cho nên thầy cô đào cái này về là thầy cô sẽ có ở trong này mà. Vâng. Có một số thầy cô cho rằng là có lúc mở xem được sách, có lúc lại không thấy được, thì chắc là do cái đường link hoặc là do nhiều người vào một lúc, thì các thầy Vâng. cô sắp xếp để vào lúc khác. Vâng. Những cái vấn đề mà liên quan đến kỹ thuật thì thầy cô vẫn có thể gửi lên trên này, là vì bộ phận kỹ thuật của nhà xuất bản vẫn luôn luôn thường trực để theo dõi hỗ trợ với thầy cô, hoặc là đấy có cái số điện thoại đấy thầy cô, có cái số hotline đấy, thì thầy cô nếu mà thầy cô gặp khó khăn gì thì thầy cô có thể gọi lên cái số hotline và có thể cô đang nhận được đấy. Và có đấy em đấy hướng dẫn em nếu mà không gặp như thế này, 1900 45 bao nhiêu này nó là như Vâng. này. Các thầy cô có thể lưu lại cái số hotline này cũng như là các đường link này để chúng ta có thể vào để xem và download một số tài liệu. Vâng, có cô Loan có giơ tay phải không ạ? Xin mời cô Loan ạ. Dạ thầy cho em hỏi chút thầy. Dạ vâng ạ, mời thầy giáo có thể giới thiệu mình tên là gì, dạy ở trường nào để cho quý thầy cô giáo viên công nghệ trên cả nước được biết quý danh không ạ? Xin mời thầy ạ. Chủ chắc đấy, không nghe được. Không không thấy nghe thấy gì. Vâng, xin lỗi thầy, thầy chờ một chút, là hiện nay là được cái mic của thầy thế nào ở đầu này không nghe được thầy ạ. Dạ thầy nghe chưa thầy? À, dạ nghe được rồi thầy. Rồi, thầy cho em hỏi là tại vì em cũng tập huấn mấy môn kia, tại ví dụ em cũng là công nghệ tin mà em thấy ví dụ bên môn công nghệ sáng giờ em cũng tập huấn với thầy, là thấy mấy môn kia á, là ví dụ như em nói là em chỉ hỏi thôi nha thầy chứ còn không không có gì hết á. Ví dụ Vâng. như là bên bên phía thầy viết sách rồi mấy môn kia cũng dạy, họ đưa ra một cái gọi là cái khung chương trình mẫu, cái khung phân phối, với em dùng cái từ phân phối cũ đi, là để mình dựa vô, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giáo án gọi là giáo án mẫu thôi, chứ không phải là mình xin để lấy về để làm cái gì. Lấy về đó mình tùy theo địa phương như sáng thầy nói, rồi cũng cắt gọt xén bớt thôi, rồi đỡ vất vả chút xíu thôi ha thầy ha. Em chỉ hỏi như đó thôi, có được không thầy? Đó, có với thầy thì cái về cái phân phối chương trình ấy thì thầy giới đã có đọc cho thầy cô lúc sáng rồi đúng không ạ? Đã À rất thầy là thầy có chi đọc tiết hả? rồi. Vâng. Dạ, có thể là lúc sáng là em không có cái tăng lúc đó em đi đâu cho nên em không nghe thầy. Dạ vâng, thế thì À. thầy thầy có thể hỏi lại đồng nghiệp giúp thầy nhá. Dạ Tại dạ vì dạ khi dạ mà dạ. ấy rồi thì chia sẻ ở trên này nếu mà cứ làm đi làm lại thì sẽ có thầy cô khác Dạ để dạ cô dạ giải dạ đáp. dạ dạ Vâng. dạ 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 Thế dạ. còn Cảm ơn thầy. bài dạy
cái bài dạy minh họa ấy, thì là thầy cô có đao ở đây về thì đã có được cái bài tiếp dạy minh họa của ngày hôm nay. Chứ còn nếu mà thầy ý thầy mà muốn là toàn bộ cái cuốn công nghệ 7 thì có cáo với thầy là ở trong cái sách giáo viên ấy thì cũng có gợi ý cho các thầy cô cái ý tưởng để các thầy cô có thể biên soạn cái kế hoạch bài dạy, và nó không giống 100% nhưng mà nó giống được khoảng 80% thầy cô ạ. Và thì thầy cô có thể sử dụng ở trong sách giáo viên. Thế còn cái bản mềm thì thầy giới không chia sẻ được là vì thầy giới cũng không có. Cái này là bản quyền của nhà xuất bản. Dạ vâng. Dạ 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 thầy, em cảm ơn thầy. Dạ vâng ạ. Vâng. Dạ dạ dạ. Vâng. Xin mời quý thầy cô có thể đặt câu hỏi hoặc là có thể cô giơ tay để chia sẻ những ý kiến trực tiếp ạ. Và xin mời quý thầy cô ở các điểm cầu ạ. Lúc sáng thì thảo luận sôi nổi, bây giờ chắc là các ý kiến cũng nhẽ ra là phải càng ngày càng nhiều ý kiến chứ nhỉ, là vì thường là phải hiểu được thì mới hỏi được. À, xin mời các thầy cô ạ. Thầy cô em lòng quy lòng em làm gì, em xem các thầy cô đặt các bạn đi à. Không có câu hỏi nữa. Vâng. Bây giờ có đấy, ví dụ như câu hỏi quy giờ đấy thì thầy rất giải quyết. Vâng. À, các thầy cô Trường Quỳnh Sơn hỏi rằng là có thể xin mã QR của nhóm Zalo, đường link chat không vào được. Chắc là cô Hương nhìn thấy thì rất là nhiều các thầy cô đang vào rồi ạ. Chắc là các thầy cô sẽ vào sau đấy ạ. Vâng. À, và trường Chu Văn An nói rằng là thưa thầy làm bài kiểm tra chỗ nào ạ? Làm bài kiểm tra. Cái gì đó? Làm bài kiểm tra chắc là làm kiểm tra. À chắc là thưa thầy cô, chắc là thầy cô muốn hỏi cái bài kiểm tra sau tập huấn đúng không ạ? Thì thưa thầy cô là thầy cô sẽ làm bài kiểm tra theo cái hướng dẫn của phòng giáo dục. Thầy giới thì về phía thầy giới thì thầy giới không có yêu cầu thầy cô làm bài kiểm tra. Tuy nhiên là chắc là về phía bộ hoặc là về phía phòng giáo dục thì có yêu cầu của thầy cô có một cái bài kiểm tra sau khi tập huấn xong để xem, tức là để thực ra là để kiểm tra để đánh giá xem là giáo viên của mình đã thấm dần chưa, để rồi xem có tập huấn nữa hay không đấy mà, và tập huấn thêm nữa hay không thì thầy cô xem cái hướng dẫn của phòng, chắc là phòng sẽ gửi cho thầy cô cái đường link cũng như là gửi cho thầy cô cái mã để thầy cô có thể vào để thực hiện cái bài kiểm tra. Và vâng, thì thầy cô có cái nhóm này ạ, vâng, cái nhóm công nghệ, dạ, bên kỹ thuật đã tạo một cái nhóm Zalo, thì thầy cô có thể tham gia cái nhóm để chúng ta có những cái gì mà tài liệu quý hay cái gì đấy chúng ta chia sẻ cho nhau, vâng. Cái này là khu Hương Lập đây đúng không? Không, đấy là của của một thầy cô. Vâng, của một thầy cô nhóm trước. Không, hôm trước thì à thế à? Vâng, chúc bạn như thế mà. Hôm trước thì ai gửi vào đây? Thế em vừa gửi cho bạn. Thế là cô Hương gửi nhỉ? Vâng. Tức là cô Hương làm, đúng không? Cô Hương chung vào đây. Dạ vâng. Nhưng mà nó đã quá chưa? Quá số lượng chưa? Ừ.
1.500 rồi nhỉ, hay 1.000? 1.500. Vâng, thầy cô Dương Quý Ngọc có ý kiến rằng là sao có lúc nói được qua video, có tiếng và hình ảnh, có lúc không nói được thầy nhỉ? Chắc thầy cô muốn chia sẻ đúng không ạ? Thầy cô giơ tay và bên viên kỹ thuật viên sẽ tước quyền cho thầy cô ạ. Và rất là hoan nghênh quý thầy cô chúng ta trao đổi bằng trực tiếp bằng micro. Thầy cô có thể ấn nút giơ tay, đầu kỹ thuật sẽ cấp quyền để thầy cô có thể bật mic. Recording in progress. Ở trường Nguyễn Chí Thanh có thể hỏi rõ hơn không ạ? Theo quy định 3 trên 7 hay 2 trên 8 nghĩa là thế nào ạ? Cái gì 3 trên 7, cái gì 3, cái gì 7 đấy ạ? Ý thầy cô là cái gì 3, cái gì 7 ạ? Thế thầy cô ở trường Nguyễn Chí Thanh có nghe được thế giới không ạ? Thì cô có thể cho thầy giới biết là cái ý thầy cô 3 trên 7 và 2 trên 8 ấy, tức là thầy giới chưa rõ là ở đây là 3 gì và 7 gì ạ. Trắc nghiệm 3 trên 7. Dạ vâng. Dạ vâng, tức là ý thầy cô muốn tức là 30% trắc nghiệm. 7% tự luận đúng không ạ? Hay là thế nào ạ? Vâng. Và thưa tóm lại là ý thầy cô muốn nói rằng là có phải ý thầy cô muốn nói rằng là cái tỷ lệ giữa trắc nghiệm và tự luận là bao nhiêu đúng không ạ? Và ba ba điểm tự luận đó, 3 điểm tự luận, 7 tự luận, 7 ba tự luận. chắc là ba xác nhận đúng Và không? thưa thầy cô là cái này thì thầy giới có trả lời thầy cô rồi ạ. Vâng, thì xin được nói lại là bao nhiêu điểm tự luận, bao nhiêu trắc nghiệm là do tự thầy cô cảm thấy như thế nào phù hợp với cái mục tiêu là kiểm tra đánh giá thì các thầy cô ra. Về mặt khoa học kiểm tra đánh giá thì thầy giới chỉ xin trao đổi với quý thầy cô là nếu thầy cô muốn kiểm tra diện rộng thì thầy cô nên ra câu hỏi trắc nghiệm, số lượng câu hỏi càng nhiều càng tốt, là vì ví dụ như là câu hỏi trắc nghiệm thì thầy cô có thể cho là 0,25 hoặc là 0,5 điểm, thế thì muốn càng rộng thì cái số lượng cái câu hỏi nó dễ đi và cái để cho cái điểm nó thấp xuống, làm nào nó phải phù hợp với thời gian nữa thầy cô. Thế còn nếu mà thầy cô muốn đánh giá cái khả năng tư duy logic, cái sự trình bày sáng tạo của thầy học sinh thì thầy cô có thể sử dụng câu hỏi tự luận, nó sẽ thuận lợi hơn. Thế còn cụ thể bao nhiêu phần thì cái này là do thầy cô cảm thấy thế nào cho nó phù hợp với nhà trường của mình thì thầy cô xây dựng. Và Vâng, trường hình thức khoán có chia sẻ rằng tạm thời chúng em chưa thấy khó khăn trong sách giáo khoa, sau đây trong quá trình dạy nếu có khó khăn thì đặt câu hỏi ở đâu ở thầy, có phải không ạ? À, thưa các thầy cô thì đấy bây giờ chúng ta có cái những cái thông tin liên quan đến một là những cái trang tập huấn này thì thầy giới sẽ luôn luôn đồng hành cùng với thầy cô
để giúp đỡ các thầy cô trong cái quá trình thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thêm nữa thì đấy, chúng ta có rất nhiều cái kênh, như là cái kênh Zalo, thì thầy giáo các thầy các cô cũng có thể trao đổi ở trên này, thì không những thầy giới mà các đồng nghiệp của chúng ta, nếu mà gặp phải những cái tình huống mà chúng ta đã từng gặp thì chúng ta cũng thể hỗ trợ nhau để chúng ta cùng nhau giải quyết. Mà mời thầy cô có ý kiến tiếp ạ. Có thể chọn phương án 100% tự luận hoặc 100% xác nhận được không thầy? Đấy là ý kiến của các thầy cô trường Quang Trung. Vẫn là cái câu hỏi cũ thưa thầy cô, và thầy dễ đã giải thích với thầy cô rồi. Và chỉ có điều là thầy cô nên cân nhắc để làm thế nào để cho nó phù hợp với cái xu hướng kiểm tra đánh giá. Và còn bao nhiêu là do thầy cô quy định. Nhưng mà nếu mà thầy giới, nếu mà các thầy cô hỏi với một cái lời khuyên mang tính cá nhân, thì thầy giới khuyên là chắc là sẽ không nên có cái hình thức như vậy, đúng không thầy cô? Hoặc là nếu như mà một cái bài mà thay cho cái bài kiểm tra thường xuyên thì chúng ta có thể hoàn toàn tự luận, hoàn toàn trắc nghiệm được. Thế còn đối với một bài định kỳ mà đánh giá một cách tổng quát từ cái 4 đủ 4 cái mức độ thì chúng ta nên có cái sự kết hợp thì nó sẽ hợp lý hơn. Ý kiến của các thầy cô trường Phú Châu ạ. Em cảm ơn thầy cô đã chia sẻ với chúng em kiến thức về sách giáo khoa công nghệ 7, kết nối và nhiều gợi ý hay trong giảng dạy. Cảm ơn ý kiến của thầy cô. Các thầy cô trường Quỳ Sơn có hỏi rằng năm nay có kế hoạch bài dạy mẫu gửi vào nhóm Zalo cho chúng em tham khảo không ạ? Các thầy cô không có bài dạy mẫu ạ. Kế hoạch bài giảng thì chắc là các thầy cô sẽ ở trong nhóm, thì các thầy cô sẽ được các đồng nghiệp của mình chia sẻ rất là nhiều. Vâng, thưa quý thầy cô là nếu mà quý thầy cô tin tưởng vào thầy giới hay cô Hương mà làm cái kế hoạch bài dạy thì thầy giới nghĩ là các thầy cô đang gửi nhầm niềm tin. Và là vì thưa thầy cô là đây là những cái người mà chưa từng đi dạy lớp 7, vì vậy cho nên là cái kế hoạch bài dạy chắc là không thể nào bằng các thầy cô được đâu thầy cô. Vâng, về mặt ý tưởng thì có thể được, nhưng mà về mặt cụ thể để làm một cái kế hoạch bài dạy hoặc là thực hiện một cái bài dạy thì thầy cô nên hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp mình. Đấy là lời khuyên thầy giới. Thầy cho em hỏi chút thầy. Dạ vâng ạ, mời thầy giáo. Dạ. Lý do là em không biết câu hỏi em sẽ hỏi ra hồi sáng cho các ai hỏi không, tại vì cho em hỏi lại thầy nha. Hồi sáng sau khi tập huấn xong á, có thể mạng em bị nó bị rớt, cho nên không biết. Tại vì tụi em có một đồng nghiệp là ví dụ như bản thân em á là kỹ thuật nông nghiệp thì em dạy cái bộ môn công nghệ 7 là được rồi, nhưng mà đồng nghiệp của em á lại là mang bằng là kỹ thuật công nghiệp, cho nên là hồi sáng tập huấn á đồng nghiệp em nói tôi công nghiệp tôi đâu có hiểu gì đâu, bắt tôi dạy trận, bắt tôi tập huấn, là sao thầy trả lời đó được không thầy? Vâng ạ, thưa thầy cô là cái này thì lúc sáng thầy giới cũng đã có trả lời với thầy cô rồi. Cái việc phân công giảng dạy là hiệu trưởng phân công các thầy cô, thầy giới không có ý kiến gì về cái vấn đề phân công được cả. Và thưa quý thầy cô, quý thầy cô được đào tạo về kỹ thuật công nghiệp, được phân dạy kỹ thuật nông nghiệp, nhưng thưa quý thầy cô là thầy giới đã từng chứng kiến là có thể là thầy dạy giáo dục quốc phòng được phân dạy kỹ thuật nông nghiệp, thầy cô giáo dạy toán cũng được phân dạy kỹ thuật nông nghiệp. Vì vậy cho nên là cái việc phân ấy là do các thầy cô hiệu trưởng quy định, và cái sự phù hợp như thế nào thì có thể là do trong quá trình dạy thì chẳng hạn chúng ta được đi đào tạo bồi dưỡng gì đó, thì cái chuyện đúng sai thì thưa thầy cô là thầy giới cũng không đoán được, là vì thầy giới không phải là nhà quản lý giáo dục mà thầy giới là người làm về mặt chuyên môn đấy.
Thế còn về mặt chuyên môn thì lúc sáng thì thầy có nói là liệu một người mà không được đào tạo chuyên môn sâu thì có đủ cái khả năng tiếp cận để dạy được cái môn công nghệ 7 hay không? Thì thầy đã thưa với quý thầy cô là cái kiến thức công nghệ 7 thực sự là những cái kiến thức thưởng thức, tức là những kiến thức rất là gần gũi với các em học sinh lớp 7. Vì thế cho nên là với một cái kinh nghiệm của một cái người lớn như quý thầy cô và những cái người mà đã được đào tạo cũng khá là bài bản về cái lĩnh vực sư phạm rồi, thì cái việc mà tiếp cận để dạy cái môn công nghệ 7 này thì thầy giấy cho rằng là không có khó, mà không có khó. Cái mà thầy giấy băn khoăn đó là sự tâm huyết của thầy cô với môn học này thôi. Và từ quý thầy cô là như vậy. Cái lo lắng là vì thầy cô không được đào tạo về cái chuyên môn này. Bản thân thầy cô từ bé cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo cái chuyên môn này. Thì thế cái thầy cô biết đi đào tạo về cái chuyên môn khác. Bây giờ bắt các thầy cô đi dạy thì liệu cái sự tâm huyết của thầy cô với môn học nó như thế nào thôi. Và cái tâm huyết thì nó sẽ làm cho cái giờ dạy nó trở nên thăng hoa. Thế còn cái việc mà thầy cô có hoàn thành được cái bài dạy hay không thì thầy giới nghĩ là với cái suy nghĩ của thầy giới thì thầy giới nghĩ là chắc là các thầy cô đủ cái năng lực để hoàn thành. Và thưa thầy giáo là thầy giáo có còn ý thầy giáo có phải như vậy không ạ? Dạ được rồi thầy, dạ đúng rồi thầy, nhưng mà tại vì hồi sáng đồng nghiệp em hỏi em dạy, nói tự nhiên đào tạo môn khác và bắt dạy biết đầu dạy trời. Thôi thì bây giờ như thầy nói vậy thì cũng tâm huyết thôi. Dạ. Thì bây giờ nói chung là cũng là lĩnh vực nông nghiệp thôi, chẳng lẽ ai không biết trồng trọt, ai không biết trồng cái cây, hoặc là ai không biết làm gì hả? Dạ. Cái tâm huyết của mỗi như thầy nói thôi. Vậy em dạ. Cảm ơn thầy nha. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Tức là nếu mà thầy cô lo lắng cái chuyện có dạy được không ấy thì yên tâm là dạy được thầy ạ. Vâng. Còn cái chuyện có đúng hay không ấy thì ở đây thầy giới cũng bàn được. Dạ vâng. Vâng, có rất nhiều thầy cô xin vào nhóm Zalo, xin chắc là nhóm Zalo đã đầy rồi. Thì cô Hương cũng xin gợi ý là có khi là các thầy cô trong cái buổi học hôm nay tạo ra một cái nhóm mới và các thầy cô có thể join vào và chia sẻ đối với nhóm các thầy cô đã vào với nhóm kia rồi, thì cũng có thể nếu mà bên kia có những thông tin thì các thầy cô có thể chia sẻ thêm với nhóm của mình bên này ạ. Vâng, nên là xin mời một thầy cô có thể các thầy cô có thể lập một cái nhóm mới ở cho cái buổi học ngày hôm nay để các thầy cô cùng join vào ạ. Và trường Quang Trung có ý kiến rằng là chương trình giáo dục tổng thể đã xây dựng và có kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học cho lớp 6, 7, 8, 9, nhưng Bộ Giáo dục đã cấp đồ dùng về cho các trường trong năm lớp 6, lớp 7 chưa ạ? Năm vừa qua trường em chưa được cấp mà chỉ được sử dụng phương tiện là máy chiếu và TV thôi ạ. Vâng, câu hỏi này thì cũng đã cho thầy cô hỏi. Thì thưa thầy cô là cái này thầy cô về thầy cô phải hỏi hiệu trưởng cái câu này, sau đó hiệu trưởng sẽ gọi lên hỏi lên phòng, rồi phòng hỏi lên sở, sở lên bộ. Còn hôm nay thì thầy giới đến đây với cái tư cách là chủ biên của sách, chỉ tập huấn cho thầy cô về mặt nội dung về chuyên môn của sách thôi. Và cái câu hỏi này thì xin lỗi quý thầy cô, xin thất quý thầy cô là thầy giới không đủ thẩm quyền để trả lời cái này, và thực sự cũng không có thông tin để trả lời quý thầy cô. Và là vì cái việc mà ở đây thì thầy cô cũng đang dùng một cái từ có thể là không thực sự đúng lắm, đó là bộ cấp. Thì thưa quý thầy cô là về cơ bản thì chắc không có khái niệm bộ cấp đâu thầy cô. Bộ thì chỉ xây dựng về mặt chương trình như vậy thôi, rồi đưa ra những cái thiết bị dạy học thôi. Thế còn chắc là sau đó thì cái kinh phí sẽ cấp về các ủy ban tỉnh, sau đó ủy ban tỉnh sẽ phân bổ sang các sở. Đây là thầy giới đoán đấy không? Chứ còn chắc là bộ cũng không thể, không có cái ông bộ nào mà lại đi mua được thiết bị cho tất cả các trường cả. Và mà cái như thế thì nó không đảm bảo cái tính phân quyền, không đảm bảo tính chủ động, thì làm sao mà cái thiết bị nó đến nhanh với các thầy cô được. Cho nên là chắc cái này sẽ phân quyền về cho các sở, thậm chí là có thể là đối với trung học cơ sở thì phân quyền về cho các phòng. Và thì cái này thầy rất không rõ lắm, nhưng mà đại loại là phải như thế thì nó mới đến thầy cô nhanh được. Vâng, đây là có câu hỏi của thầy cô trường Trung Văn An, chắc là hỏi bên kỹ thuật. Và có thầy cô trên trang tập huấn nhà xuất bản giáo dục.vn đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, được nhà xuất bản gửi qua mail nhưng đăng nhập nhiều lần vẫn không được, gọi hỗ trợ của nhà xuất bản
không liên hệ được, nhà thầy cô có thể hỗ trợ chúng em được không? Vâng, bên em kỹ thuật đã trả lời. Vâng, bên kỹ thuật đã vừa trả lời cho các thầy cô là các thầy cô vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên ạ. Các thầy cô trường Chu Văn An ạ. Xin mời các thầy cô liên hệ theo số điện thoại và bên kỹ thuật vừa gửi các thầy cô ạ. Và các thầy cô có thể tranh thủ ghi lại số điện thoại và tranh thủ ghi lại số điện thoại khi mà gặp trục trặc thì các thầy có thể liên hệ ạ. Và vâng, có rất là nhiều thầy cô đề nghị xin vào nhóm Zalo, thì theo cô Hương được biết thì cái nhóm này đang 99 đến đến chắc là 1.000 ạ. Vâng. Như vậy nó quá cái giới hạn, thì bây giờ chúng ta có thể lập cái nhóm mới ạ. Các thầy cô sẽ như vậy. Thầy giới xin nói rõ tí cô Hương muốn nói với thầy cô, tức là nhờ một thầy cô nào đó trong nhóm, trong lớp học của chúng ta, thầy cô đứng ra, thầy cô thay mặt lớp tập lập một cái nhóm Zalo mới, và sau đó thì thầy cô gửi cái đường link lên trên này để cho các thầy cô khác chúng ta sẽ cùng nhau join vào. Và vì cái nhóm mà hiện nay cô Hương cô gửi lên cho chúng ta ấy thì là đã quá cái quy định của số thành viên rồi, cho nên chúng ta sẽ không vào thêm được nữa. Và nhờ thầy cô nào mà có giỏi về 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 công nghệ thông tin hay là về về gọi là về mạng xã hội, thầy cô có thể lập giúp một cái nhóm Zalo. Thầy giới không giỏi lắm mà cái này thì thầy giới không giỏi. Cô Hương giỏi mạng xã hội mà. Cô Hương lập cũng được thôi, thế mà bây giờ cô Hương để trao quyền cho các thầy cô đi. Công nghệ mình, công nghệ mình sau ngày hôm nay ngày hôm nay là 26 tháng 7. Vâng ạ, xin mời quý thầy cô ạ. Xin mời quý thầy cô tiếp tục có những cái câu hỏi hoặc là cái băn khoăn gì ạ? Thầy cô có thể chờ một chút, cô Hương đang thay mặt lớp thành lập cái Zalo, nhóm Zalo. Thầy, thầy cho em trao đổi chút thầy. Dạ vâng ạ, mời thầy đó. Cái chỗ mà nhà xuất bản thầy ạ, hồi nãy có một số thầy cô cũng nằm trong nhóm nông nghiệp hỏi là để làm bài kiểm tra thầy ạ. Thì cái này là trường đã gửi mail hoặc địa chỉ về rồi, về cho nhà xuất bản rồi. Thì tự động trong ví dụ sau buổi tập huấn này thì nhà xuất bản sẽ gửi mail về cho, ví dụ trong trường đã có 4 người đi tập huấn đi, sẽ gửi mail về chỉ định một người nào đó phải làm cái bài kiểm tra đó, còn ai không nhận được mail thì là không được làm với thầy ạ. À, là một đó. Còn ví dụ như là muốn mà đăng nhập vào cái tài khoản tập huấn chấm nhà xuất bản hoặc hành trang số á, là cũng dùng cái địa chỉ email riêng của mình, tự nhà xuất bản sẽ cấp cho mình. Nếu làm không được á, thì cứ gọi về cái số, em nhớ cái số là 1900 là hình như 5346 gì á, rồi họ sẽ trả lời là thầy ạ. À, nhưng mà nói trước là tốn phí nha, chứ không có được miễn phí như thầy. Dạ vâng, cảm ơn thầy giáo. Và dạ, cảm ơn thầy giáo, như vậy thầy giáo đã cung cấp những cái thông tin rất bổ ích cho các thầy cô trong nhóm, đúng không ạ? Dạ dạ, nhưng mà mình gọi là tổng đài, nhưng mà cuối cùng là mình phải trả phí nha. Dạ. Chứ không phải là nhiều lắm, từ bữa em đã gọi một lần rồi, vâng. Hướng dẫn rất là rõ ràng, nhưng mà dạ, sau đó em bị chết điện thoại em hết tiền, lý do là sau đó em gọi lại em hỏi sao vậy, nó là cái này trả tiền cho nên là em trao đổi với thầy vậy hả. Dạ, ví dụ như em nói trong nhóm đó, tại vì em thấy tổng đài là 1900 có nghĩa là mình tưởng miễn phí, ai ngờ là bắt mình trả phí. Và gọi là nhà xuất bản hoặc là trang hành trang số cũng vậy thầy à hả. Thì có gì em biết gì em nói chuyện với trong nhóm anh em đồng nghiệp với thầy rồi vậy á. Dạ vâng, cảm ơn thầy giáo. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ dạ dạ, dạ vâng vâng, cảm ơn thầy giáo. Vâng dạ. Và những cái thông tin mà thầy giáo vừa chia sẻ thì thầy giới cũng không nắm được, mà là vì cái đấy liên quan đến bộ phận kỹ thuật.
Như vậy những thông tin mà thầy giáo vừa chia sẻ thì rất là bổ ích, các thầy cô có thể tham khảo để chúng ta thực hiện cái bài đánh giá nếu mà các thầy cô muốn. Dạ vâng. Cô Hương gửi rồi đấy à? Đây cô Hương hướng dẫn các Vâng, thầy cô. bên kỹ thuật vừa gửi cho quý thầy cô cái mã QR để chúng ta có thể tham gia vào nhóm nhóm Zalo ạ, để chúng ta có thể chia sẻ và đặt những câu hỏi nếu trong quá trình mà chúng ta sử dụng sách để có những cái khó khăn thuận lợi gì chúng ta chia sẻ với nhau. À, xin mời các thầy cô, chúng ta nếu mà chưa tham gia được cái nhóm trước thì chúng ta sẽ tham gia vào nhóm này, nhưng mà cái số lượng nó có bị hạn chế không cô? Vâng, sẽ có hạn chế nhưng mà sau đó sẽ mở mở hạn chế. Ừ. Sẽ hạn chế đến 1.000. Vâng. Nghìn thì làm sao đến được, đây Vâng. nhóm này có mấy trăm cơ mà. Vâng. Và mời thầy cô chủ động quét cái mã QR để chúng ta có thể tham gia vào nhóm Zalo thì cô nhé. Vâng, xin mời các thầy cô tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Cô, em át anh vào đây rồi đúng Vâng. không? Và xin mời các thầy cô chúng ta tiếp tục gửi các câu hỏi thảo luận. Như vậy nhóm cô Hương vừa lập đã có gần 200 thầy cô tham gia rồi đó. Mời các thầy cô, chúng ta vừa tranh thủ vào nhóm Zalo, chúng ta vừa tranh thủ đặt câu hỏi. Phải đọc này. Cô giáo đọc đi, cô giáo đọc thì không đọc được, tôi không nhìn thấy gì cả. Ý kiến là sao sớm. Cô giáo đọc đi. Vâng ạ. Đấy cũng là một ý kiến. Dạ vâng. Đấy cũng là một ý kiến thầy cô. Vâng. Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cho rằng là bản thân em rất cảm ơn thầy cô đã chia sẻ bộ sách rất hay và thiết thực ạ. Vâng, cảm ơn quý thầy cô ạ. Thầy cô cứ nghĩ cho kỹ xem thực sự mình đã hết câu hỏi chưa. Mà thưa thầy cô là cái cơ hội mà để gặp nhau như này nó rất là khó mà. Cho nên là đây là cái cơ hội rất là hiếm, vẫn còn một chút thời gian nữa thì thầy cô mong các thầy cô suy nghĩ xem là nghĩ kỹ xem là mình đã thực sự là hết câu hỏi chưa, đã hài lòng với buổi tập vấn chưa. Tham gia lại thì mới khó chứ còn kết thúc thì nó dễ lắm thầy cô. Có một số thầy cô hình như là có gửi. Vâng, đến hơn 200 rồi đúng không? Vâng. Vâng. Thầy cho em hỏi một câu nữa thầy.
Dạ vâng ạ, mời thầy ạ. Là hồi bữa em có tập huấn bộ môn công nghệ lớp 3, cộng cả tin học lớp 3. Nó là công nghệ với tin, là dùng cái từ là công nghệ tin. Vâng, môn mà, công nghệ tin học. Dạ, mà sáng giờ thì em biết là gọi là công nghệ tin, chứ mà thật ra là công nghệ là riêng biệt, tin là riêng biệt. Đúng rồi. Nó không giống gì hết, đúng không thầy? Vâng. Nó không giống gì nhau hết á. Dạ. Cho nên bữa em có tập huấn bên lớp 3 á, là nói thôi bây giờ là có nghĩa là công nghệ cũng 35 tiếng tuần, tin cũng 35 tiếng tuần. Đúng thì rồi. Cứ dạy là tiết tin, tiết công nghệ. Mà em thấy nó rối chỗ như thế này. Tự nhiên đang mình đang dạy tin, rồi xong chuyển qua dạy công nghệ. Nó rối quá. Thầy giới chưa hiểu kỹ thầy hỏi, tức là bản thân một mình thầy vừa dạy môn tin, vừa dạy môn công nghệ. Thì nó gặp khó khăn đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Thì có nghĩa là ví dụ giờ nhà trường phân là cứ tại vì cứ cho là em nói là học chéo buổi đi, học chéo buổi đây, rồi cái cũng một cái lớp, ví dụ em nói lớp 3 đi, cứ học tiết tin rồi ăn tiết công nghệ, rồi ví dụ vậy đây. Nhưng mà em thấy nó rối rồi nè, tại vì hai cái phong môn nó khác nhau, nó không giống nhau. Vâng. Xin thầy giải thích dùm cái chỗ mà công nghệ tin á, vậy thôi à. À, tức là cái tên môn công nghệ tin học đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, thì bây giờ lại quay trở lại cái việc phân công giáo viên, thì thầy lại phải hỏi hiệu trưởng. Thế còn cái môn công nghệ tin học thì thầy giới xin giải thích cái này thưa thầy cô, là một trong những cái áp lực của cái xây dựng, tức là một trong những cái mà cái xây dựng chương trình lần này ấy, là chúng ta có cái tính giảm tải cho các em học sinh. Trong đó thì vừa giảm tải về số tiết, cũng như là giảm tải về số môn học nữa. Thế nhưng mà các thầy cô thấy là các môn học của các em học sinh cấp 1 ấy, thì được bổ sung theo cái yêu cầu của cái thời đại. Thì ngày xưa thì lớp 1, cấp 1 là chưa cần phải biết đến tin học đúng không thầy cô? Ngày xưa là tin học là không có cấp 1, không có học. Môn ngoại ngữ cũng vậy, môn ngoại ngữ thì trước đây cũng phải đến cấp 2. Thậm chí là có một số vùng quê của chúng ta thì ở đây một số thầy cô thậm chí phải đến cấp 3 mới được học, vân như vậy. Thế nhưng mà do cái yêu cầu chúng ta cứ đưa càng ngày thì cái yêu cầu đối với cái lứa tuổi thì càng đưa sớm vào. Thế nhưng mà khi mà đưa như vậy thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là cái áp lực về mặt số môn học cũng như là cái số tiết học. Thế cho nên là đối với môn ở tiểu học thì người ta đã thống nhất là cái môn công nghệ thông tin cũng là một môn công nghệ, cho nên người ta gọi chung nó là môn công nghệ để cho nó giảm cái đầu môn học đi thôi thầy cô. Thế còn thực tế thì là công nghệ và tin học vẫn là hai môn độc lập ở cấp tiểu học. Đấy. Thế còn cái việc mà phân công như thế nào thì thầy giáo kiến nghị lại với ban giám hiệu và thầy giới thì chỉ đảm bảo với thầy là cái nội dung về tin học và nội dung về công nghệ ở cấp tiểu học là độc lập với nhau. Và cho dù là tên thì nó vẫn là tên môn công nghệ, và thưa là như vậy. Rồi, dạ em cảm ơn thầy. Dạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo của các thầy cô trường Mai Thúc Loan. Năm lớp 6 ở trường em có dạy bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, năm nay dạy sách Kết Nối Tri Thức thì có ảnh hưởng gì không ạ? Dạ thưa thầy cô, thì như thầy giới đã nói với thầy cô từ đầu là cái cốt là cái quan trọng nhất vẫn là cái yêu cầu cần đạt ở trong chương trình, còn sách giáo khoa thì chỉ là như là một cái tài liệu tham khảo chính thống được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt. Vì vậy cho nên là cái việc mà các thầy cô thay đổi bộ sách thì cũng không có ảnh hưởng gì cả, kể cả trong cùng một lớp, chứ đừng nói là từ lớp này sang lớp kia. Tức là kể cả như ví dụ lớp 6, năm nay thầy cô đang học cái chương trình đối với cái bộ này, sang năm chúng ta lại thay cái bộ khác thì cũng không có ảnh hưởng gì. Kể cả đối với thầy cô giáo cũng vậy thưa thầy cô. Và khi mà chúng ta đã thiết kế, thậm chí là các thầy cô mà khi thiết kế bài dạy ấy, thì thầy cô cũng có thể thiết kế bằng cách là chúng ta tham khảo nhiều bộ sách, để rồi cái chỗ nào mà cảm thấy nó thực sự phù hợp với cái học sinh cũng như là cái lớp học của chúng ta thì chúng ta sử dụng cái học liệu ở trong đó. Tuy nhiên là cái tất cả dù là tham khảo như thế nào thì cái đích cuối cùng đến vẫn phải là cái yêu cầu cần đạt được tuyên ngôn ở trong chương trình. Thưa quý thầy cô là như vậy. Và cho nên cái việc mà thay đổi bộ sách thì thầy cô cũng không nên lo lắng quá. Ở đây thì thầy giới có thể minh họa để thầy cô yên tâm là thế này. Cách đây độ 2 tuần thì thầy Phó sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, là vụ trưởng vụ trung học phổ thông, đã có trả lời ở trên TV
là đến năm 2025, tức là khi thực hiện cái chương trình mới này, thì một cái đề thi tốt nghiệp môn văn có thể dùng một cái ngữ liệu, tức là dùng một cái tác phẩm mà không có trong bất cứ một, trong bất cứ một cái cuốn sách giáo khoa nào của tất cả các bộ sách hiện hành để có thể đưa vào đề thi. Điều đó có thể để các thầy thấy là cái việc mà cái ngữ liệu ở trong sách giáo khoa ấy, nó chỉ là cái là một cái ví dụ minh họa thôi, còn cái cốt lõi ấy, nó vẫn nằm ở cái chương trình, ví dụ như thế. Thì giờ lấy ví dụ là cái môn công nghệ của chúng ta, thầy cô nhé, thầy cô trồng cái cây đúng không, dạy cái phần trồng trọt cho học sinh, thì nói rằng là cây thì muốn sinh trưởng phát triển tốt thì cần phải chăm sóc, trong một trong những mục chăm sóc đó là phải tưới nước cho nó phù hợp với từng đối tượng. Thế thì ví dụ khi chúng ta ra đề thì chúng ta dạy, thì chúng ta có thể dạy tưới nước cho cây cà phê, lúc này thầy cô nào Đắk Lắk nữa, thầy cô thì vận dụng là dạy tưới nước cho cây hoa hồng, dạy tưới nước cho cây hoa cúc ví dụ ở thành phố. Thế nhưng mà khi ra đề thì không ai dám ra đề là cây hoa hồng tưới nước như thế nào, cây hoa cúc tưới nước như thế nào. Thì cái thầy cô đó là vấn đề kỹ thuật rồi, mà kỹ thuật thì phải là lên lớp lớn em mới học. Ở đây chúng ta phải ra đề là ví dụ hai cái cây ABC bất kỳ không cần biết cây nào cả, một cây được tưới nước đầy đủ, một cây không được tưới nước đầy đủ, hỏi rằng cây nào có năng suất hơn đấy, thế thôi thầy cô. Thì học sinh nó phải biết được là tưới nước đầy đủ thì nó mới cho năng suất, còn tưới nước không đầy đủ thì nó kém năng suất hơn đó. Thế thì ta đánh giá như vậy thì thưa thầy cô là cần phải cây gì đúng không thầy cô? Cây gì mà tưới nước đầy đủ nó chẳng phải cho năng suất hơn chứ không tưới nước đầy đủ. Hôm ấy thầy cô không cần kiểm tra cây không cần kiểm tra cây cà phê, không cần kiểm tra cây hoa hồng, mà thậm chí kiểm tra cái cây mà ở Việt Nam chúng ta không có, chẳng hạn cái nho châu Âu, cây nào một cây tưới nước đầy đủ, cây tưới nước không đầy đủ thì cây nào năng suất hơn thì nó vẫn giống nhau thôi thầy cô, đúng không thầy cô? Đó. Thế thì ý thầy đấy muốn nói là thầy cô đừng có lo cái chuyện đấy, chỉ là ví dụ thôi. Còn cái bản chất chúng ta hướng đến ấy, là kiến thức mà thầy giới vẫn nói ấy, là nền tảng cốt lõi. Đó, thưa thầy cô là như vậy. Cho nên là thầy cô cứ yên tâm mà cứ yên tâm ạ. Dạ. Ví dụ như là chăm sóc cây trồng thì không thể tránh được tưới nước, không thể được tránh được bón phân. Đố thầy cô tìm cái cây nào mà không tưới nước không bón phân trong quá trình chăm sóc? Thế thì thưa thầy cô là dạy như thế thôi. Dạy là muốn cây là muốn sinh trưởng phát triển là phải có chăm sóc, phải có bón phân, tức là phải có dinh dưỡng, phải có nước. Thế thì đi thi thì thầy cô lấy cây gì chả được. Thầy cô đừng có lo là mình đang dạy cây cà phê, mấy hôm nữa lại thi lại lấy cây hoa hồng hay là lấy cây hoa cúc. Thì hoa hồng hay hoa cúc thì vấn đề ở đây là chúng ta kiểm tra cái kiến thức nền tảng cốt lõi, tức là cái kiến thức được tuyên ngôn ở trong chương trình. Nó là cây thì cần phải có dinh dưỡng, cần phải có nước, cần phải có ánh sáng. Thế thôi, thưa quý thầy cô là như vậy. Nên đây thầy cô là yên tâm. Và hết rồi đúng không? Vâng. Thế thì chắc là các thầy cô xem là có còn câu hỏi gì thêm không ạ? Vâng, có một ý kiến ạ của thầy cô trường Phan Bội Châu ạ. Vâng. Qua một ngày tập huấn chương trình công nghệ 7 của bộ sách kết nối tri thức với phần trình bày giới thiệu rất hay và rất xúc tích phần thế giới. Cơ bản em đã nắm bắt được tinh thần của bộ sách, cách sử dụng sách một cách sao cho hiệu quả. Thay mặt của điểm cầu giáo viên trường trung học cơ sở Bộ Châu, huyện Lapa, tỉnh Gia Lai, xin cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn thầy cô, những cái nhận xét rất là tích cực và rất là ưu ái cho thầy giới và cô Hương. Đây cũng là những cái động lực để thầy giới và cô Hương có thể tiếp tục đồng hành cùng với quý thầy cô. Thế thì thôi thì theo cái ý kiến của các thầy cô là cơ bản là các thầy cô cũng đã rõ rồi. Những câu hỏi mà đặt ra thì cũng đã đặt ra rồi. Thế còn trong quá trình thực hiện, nếu mà có phát sinh những cái câu hỏi mới thì trên nhóm Zalo chúng ta đã có, rất mong các thầy cô sẽ tiếp tục cùng với thầy giới và cô Hương chúng ta sẽ tương tác ở trên nhóm để chúng ta có thể có một cái kỳ học thành công. Một lần nữa thì thầy giới xin phép được thay mặt cho các tác giả xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo, đặc biệt là quý thầy cô đang trực tiếp giảng dạy môn công nghệ đã tin tưởng và lựa chọn bộ sách kết nối. Xin kính chúc sức khỏe các thầy cô, chúc các thầy cô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho cái kỳ học mới của chúng ta được thành công. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và xin hẹn gặp lại ạ. Xin chào quý thầy cô ạ.